Xin chào các bạn. Hôm nay trên bàn của mình đang là một cái hộp gỗ. Đây là một cái set rượu vang của hãng Jean Julien đến từ Pháp các bạn ha. Hộp gỗ rất là sang trọng, được khắc laser. Đó, chúng ta có thể thấy các quân in chìm đây các bạn ha. Đó, logo rất là đẹp, giống như hiệp sĩ đó các bạn ha. Đây, mình sẽ cầm chút. Đó. Rồi, mình sẽ tiến hành mở hộp các bạn ha. Cái hộp này khá là nặng, mình không thể quay một vòng cho bạn coi được, vì nó có bên trong nó có rượu. Thì đây nó có cái chốt đó. À, đây mình đã mở hộp 6 chai rượu vang các bạn ha, rồi 4 6 của hãng Jean Julien. Thì bên trong này nó cũng được khác đó các bạn ha. Đó. Đó. Đây là một chai rượu vang, đây mình sẽ cầm cho các bạn coi. Một chai rượu vang có nồng độ cồn là 12% các bạn ha. Với nồng độ cồn này thì không thích hợp cho phụ nữ, thì ở đây người ta đã đánh dấu rồi. Đây. Đây là các thông số của chai rượu các bạn. Đó. Đây là 750 ml các bạn ha. Đây là mã hiệu của nó. Đây, 12% alcohol các bạn ha. 750 ml, mã vạch. Rồi, đến từ Pháp các bạn ha. Đó. Đây là một dòng rượu vang. Thì các bạn cũng biết rồi, ở đây thì có nhập khẩu chính hãng nên có tem chống giả hàng giả các bạn ha. Thì các bạn cũng biết rồi, rượu vang thì rất là thích hợp cho các buổi tiệc, từ tiệc cuối năm, tân niên, tất niên đều được hết các bạn. Đó, nên thường những dịp cuối năm mình thường nhập những cái chai rượu này về để bán, và khách cũng khá là nhiều các bạn ha. Đó. Đây thì hôm nay thì khách mua thì mình cũng đã gửi cho các bạn cái video để các bạn coi. Đó. Rồi. Hộp gỗ 6 chai rất là sang trọng để chúng ta làm quà tặng các bạn. Đó. Các bạn có thể mua về sử dụng cũng được, hoặc là mua để mà làm quà biếu bạn bè, sếp, rồi hay là công ty dịp cuối năm để chúng ta làm liên hoan tất niên hay liên hoan đầu năm tân niên đều được các bạn ha. Đó. Hộp gỗ rất là sang trọng. Thì bên mình chuyên về các sản phẩm như là đồng hồ, nước hoa chính hãng, nhưng mà vẫn có thể nhập những cái dòng rượu này về để mà phục vụ các bạn cái dịp cuối năm. Chỉ có dịp cuối năm mình mới nhập về thôi các bạn, chứ đầu năm hay là giữa năm không có đâu. Đó, rất là sang trọng. Mình thì là người không biết nhậu, không biết uống rượu, nên mình nghe khách người ta khen là đây là một trong những set rượu vang mà ngon nhất, và người ta cũng hay mua set Jean Julien này. Nên mình cũng chỉ biết gửi các bạn những cái thông tin như vậy thôi, chứ còn ngon hay không thì mình thật sự là không phải là dân nhậu, mình không biết, các bạn thông cảm dùm mình. Đó, hiện nay một set này như vậy bên mình đang phân phối từ 1,3 triệu đến 1,5 triệu. Bạn nào comment hay là add Zalo mua hàng thì mình cũng sẽ fit nhiệt tình cho các bạn thôi. Đó. Rồi, thì các bạn cũng biết rồi, bên mình là chuyên về các dòng sản phẩm như đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng. Nên bạn nào có nhu cầu có thể vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video, và là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn những cái sản phẩm như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên khái quát về sản phẩm mà mình muốn mua trước khi ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.